Vâng, em xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy cò bạc trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hiện tại bắt đầu là chớm cò lên di cư về rồi. Thì hiện tại giờ nhà em chuyên để làm cho anh em đánh cò trắng mỏ vàng đây. Thì hiện tại em làm sẵn hết rồi. Nếu các bác nào có nhu cầu mua cò trắng mỏ vàng bên em thì em sẽ cung cấp cho các bác đây. Đây hàng. Hàng cỏ trắng mỏ vàng đều là hàng ấy nhá, hàng xốp đệm nhá, xốp dẻo luôn nhá. Hàng này vô tư bẻ không gãy nhá. Anh em nhá. Đấy, em giờ em đang đóng hàng cho anh em đi để chuẩn bị bẫy cò nó di cư về rồi. Đấy, hàng này hàng chuẩn luôn nhá. Kiểu dáng cổ ok luôn các bác ạ. Đây này. Thân cò nhá, thân cò các bác này. Thân cò nó ok luôn nhá, thoải mái luôn. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Đấy, hàng đây em rồi coi là chuẩn bị hết rồi cho anh em đây. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0904 69517 là số Zalo của em nhé, hoặc anh em nào gần ở Hải Phòng nhá thì hãy đến nhà nhà em là ở An Hồng, An Dương, Hải Phòng anh em nhá. Nếu anh em nào gần thì cứ phi đến tại nhà em để thì lấy nó đỡ mất thời gian chờ đợi thời gian ship ấy, thì cứ qua nhà em thì đến sẽ có hàng ngay, không phải chờ đợi gì nhá. Em cũng chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.